Màu tím cháy không các bạn? À, cá heo 75, dolphin 75 với cái thiết kế bình thường là người ta là top úp lên bót. Nhưng ông này ông giả bộ bót úp lên top. Nhưng xin lỗi với các người anh em, thiết kế thực sự của nó vẫn sẽ là top. Nó úp lên cái bót thôi. Quá trưởng méo hiểu làm cái quả này để làm cái gì? Điểm nhấn nhìn dị vãi. Đúng là các pháp sư có nhiều ý tưởng độc đáo lạ lẫm thật. Cái lúc của mình mới nhìn quả thiết kế này mình nghĩ ôi thế này thì nếu mà nó là cái kiểu bót nó ôm lên top thì chỗ này nó dính bụi nó kẹt vào tự nó bẩn chết mẹ ra. Nhưng cuối cùng đó chỉ là hình render thôi. Nó vẫn sẽ là cái chỗ này này. Nó vẫn sẽ là liền mạch lại với nhau các bạn ạ. Nên là anh em không bao giờ phải lo về yếu tố đấy nhé. Ok. Mà các bạn thấy không? Chúng ta cũng sẽ có những cái đường cắt kiểu làm diamond cắt các thứ nhìn khá là xịn sò và nói chung là có điểm nhấn các bạn ạ. Nhìn cũng hay. Đấy, ba ghe dolphin là em cá. Dolphin là cá heo hay cá voi nhỉ? À, whale là cá voi, đây là cá heo. Tự nhiên dừng ngáo thế nhỉ? Nói chung là đây, con phím của chúng ta đây các bạn ạ. Hôm nay chúng ta sẽ trải nghiệm để xem em dolphin 75 này có cái gì hay nhé. Anh nghe bảo group buy vẫn đang diễn ra và giá nó 6 củ phải. 6 củ con này thì ok, chơi được. Gõ cũng khá là thú vị. Quan trọng, nó rất là đều âm. Cũng có cái độ mềm mềm nhất định này các bạn này. Đấy, thấy không? Và hôm nay mình còn gắn ở đây một cái set cũng không phải là xịn sò gì lắm. Thứ nhất, switch đấy là cà phê sữa đá. Bạn nào biết con cà phê sữa đá này thì mình đã lúp phim rồi, các thứ rồi. Thêm nữa là cái set cây cáp này bạn nào có nhận ra đấy là của bên nào không? Ngay cái thằng cầm máy thì chưa chắc nó đã nhận được ra đâu. Tôi đố biết đấy. Thì trốn À đủ biết à? trời Ok. Thì đây là set cây cáp PVT của Keychone. Keychone có một cái rất là làm rất là ok, đấy là cái bề mặt này nó mịn. Nhưng gõ nó cũng khá là dễ chịu và bởi vì nó mịn như này thì thôi thì gõ thêm thời gian thì nó bóng lên thì có khi nhìn nó lại hay. Chứ nó không có bị kiểu như mấy con bị sần sần các thứ. À đây, switch này bị lỗi này. Các bạn nghe này. Thấy không? Đấy, những cái lúc như thế thì anh em hãy nở một nụ cười thật tươi. Nhấc cái switch đó ra mà ném mẹ ra góc khác. Ok rồi, quay trở lại vấn đề chính. Thế này cái layout này nó có cái gì hay? Nó rất là khác so sánh với những cái layout 75% bình thường. Đó là cái bagel thường sẽ để góc ngoài cùng. Nhưng mà con này để vào trong. Để vào ngoài cùng thì chúng ta trưng artisan hoặc là làm một cái gì đó các bạn muốn. Gắn một cái nút vào đây gõ bình thường được. Rõ ràng cái thiết kế này á, tự nhiên nó lại làm cho cái con phím của chúng ta có một điểm nhấn khá là thú vị. Và là các bạn thấy không, nó vẫn tách những cái ô riêng như thế này này. Nhìn thực sự là hay. Bên trong này thì cái hàng F12 của chúng ta được đẩy sát vào trong cái nút ESC một chút xíu. Và nhìn cơ bản thì cũng khá là thú vị. Tuy nhiên thì nếu như bạn làm kỹ tính á, các bạn nhìn nó vẫn cứ bị lệch lệch ở hai cái row này, có một cái sự lệch lệch nhẹ. Nhiều người có gì OCD gì đấy sẽ thấy nó không hay. Hay là bên trong này thì layout của chúng ta là mạch hot swap mà, nên là chúng ta đã fix lại rồi thì ok. Đây cũng là một điều không được tùy biến cho lắm. Tại vì có rất nhiều người vẫn thích dùng Space 7U trên cái layout 75% như thế này. Đấy, mình không thích cho lắm. 7U mình chỉ thích trên TKL với 60% thôi. 65% thì hên xui cũng được. Nhưng mà 75% thì mình không thích 7U. Nên là vấn đề đó tôi không gặp phải gì nhiều đối với bản thân mình. Đó, đáy này. Ngươi một tạ. Đấy, PVD, Dolphin, bóng loáng. Mấy cái fit này, đó. Cái chỗ này lại thêm mấy cái đường rãnh nữa. Nói chung thiết kế của con này nó rất là có gu các bạn. Thiết kế con này có rất nhiều cái điểm nhấn để mà nói đến. Và rõ ràng đây là một cái điểm mà mình thấy là rõ ràng Dolphin nó cũng là một cái thứ gì đấy nó hay ho hơn so sánh với rất nhiều những cái kiểu phím mà làm truyền thống quá, giống như chúng ta quen quá rồi. Rồi giờ quen đến mức độ đôi khi nhìn vào chán không biết nói gì cả, nhìn cái nào cũng giống cái nào, khác nhau cùng lắm một vài những vị trí của bác ghê, khác nhau một vài những vị trí của cái tạ hay là hình thù cái tạ một chút xíu to nhỏ cái thứ này nó thật chán lắm. Nhưng mà con này ít ra nó có cái hay ho hơn. Và các bạn thấy không, có con ốc nào cả, bởi vì thiết kế con này thiết kế dấu ốc. Cá nhân mình thì không thích cái thiết kế dấu ốc cho lắm. Và ngay cả như cái con này hàng prototype đến tay mình á, là với cái thiết kế dấu ốc này thì nó cũng đã để lại vài vết rồi. Đương nhiên không phải là mình rồi. Tại vì mình cầm vào thì nó đã dính đạn. Nên là rõ ràng đây cũng là một cái điểm mà mình không thực sự thích mấy con phím cái kiểu này lắm. Đây các bạn thấy không, vị trí của cái ốc này nó còn cực kỳ sát. Đấy. Ví dụ như mình dùng cái bộ nan để mà mình mở ấy,
thì cái đầu của cái vít nan ấy, nó có một cái lớp bọc rồi nên không lo làm xước với kiểu như này. Nhưng mà anh em mà dùng mấy cái tua vít kiểu như này này, này 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 này, này. Đó. Anh em dùng mấy bộ tua vít kiểu như này nó cà vào nó xước thôi thì ối rồi luôn vào đây. Đấy, để lại vài vết rồi nên anh em khi mà build con này phải cực kỳ cẩn thận chứ nếu không là nó cũng toang ngay. Chỗ nào đây bạn? Đây rồi. Cứ nhìn thấy chỗ nào có vết xước là mình là mình biết cái chỗ này có ốc. Nghe thì nó hơi phũ thật nhưng mà đây. Ngay trên video các bạn cũng sẽ thấy mình vết xước nhỏ nhỏ này, thấy không? Đấy. Của chuối lắm. Đây, chỗ này thì là đây. À, đáng mề. Không biết đội hôm trước ai làm cái phím này mình cũng không nhớ cho lắm nữa. Nhưng mà đấy, rõ ràng đó là một câu chuyện buồn. Đến tay mình chắc cũng qua tay vài anh em rồi. Đấy, trải nghiệm con này cho vui thôi. Hôm trước định stream build rồi mà thấy staff tủng các thứ ok hết rồi. Thành ra tự nhiên mình đã nổ máu lười. Lười là gì? Là mình không stream đấy các bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Tháo thế đã. Anh em đợi tí nhé. A few moments later. Đấy, tháo xong mấy con ốc này chúng ta nhấc nó ra thôi. Đấy. Để qua bên. Và các bạn thấy cái thiết kế này có gì quen không? Đúng rồi đấy. Chúng ta sẽ phải có cái miếng foam này nhé các bạn nhé. Bởi vì nó như gasket luôn đấy các bạn. Ảo choe lắm. Cay lắm. Rồi, tí nữa mình nói tiếp cho. Rồi, bây giờ nhấc cái này ra đã. Có Rotobot các bạn nha. Có Rotobot, nhấc Rotobot ra. Thì đây là cái phần bottom của chúng ta. Các bạn nó cũng chẳng có thứ gì đặc biệt cho lắm cả đâu các bạn ạ. Đây, cái mảng chỗ này là ba con ốc để mà giữ cho cái tạ. Nó ở phía bên dưới. Vậy thôi. Và bên trong lòng cây này thì chất lượng anode của nó thì nói chung là ok lắm các bạn ạ. Anode bây giờ thì là cái thứ mà chúng ta gần như không cần phải nhắc lại, nhắc đến cái chất lượng như nào nữa rồi. Tại vì ngay cả mấy con phím như Enter 67 các thứ giá có khoảng 2 triệu, hơn 2 triệu, 2 triệu mấy thôi. Chất lượng anode của nó cũng cực kỳ ngon rồi. Bây giờ chất lượng anode mấy con cỡ khoảng dưới 7 triệu có lẽ nó cũng không chênh nhau quá nhiều. Có chăng những cái dòng cao cấp hơn lo giá loanh quanh đâu đó tầm 10 củ thì mình mới thật sự thấy cái chất lượng anode nó khác biệt nhiều thôi. Cái việc mà sần hay không sần, nó nhám hay không nhám thì có khi nó lại do gu các bạn ạ. Nên là thôi cũng chả quan trọng. Được cái là những con phím nào đến từ Knight Lab ấy, thì cũng đều thực sự hoàn thiện rất là ok. Đấy, nên là thôi không phải bàn đến quá nhiều nữa nhá. Bottom này. Đấy, độ nghiêng các thứ này. Các bạn thấy không? Cũng ra gì đấy. Ok. Bây giờ nói đến cái mà mình muốn nói đến nhiều nhất đấy là cái PCB các bạn ạ. À, ra Tết mới in stock trên Shopee các bạn nhé. Trước Tết bận quá không làm gì được. Các bạn nhìn quả mạch này áp lực không? Vãi cả đá áp lực luôn các bạn. Quá mệt mỏi luôn. Thề mình không hiểu lấy đâu ra mấy cái ý tưởng như này nhưng mà những cái mạch kiểu như này lúc lắp switch nó mệt mỏi lắm các bạn ạ. Thà cái này nó là mạch hàn thì nó còn đỡ. Đây là mạch hot swap. Và mình phải nói một điều như thế này nhá. Cái này phải dùng từ cấm được thì cấm luôn đi. Cấm luôn đi anh em. Không được thay nóng switch khi còn đang lắp trên cái phím này. Bởi vì các bạn cứ tưởng tượng plate của chúng ta thì plate nhôm ok thật 1,5mm nó rất là chuẩn chỉ thật đấy. Thế nhưng mà riêng cái quả mạch như thế này thì ối rồi lắm. Nên là lời khuyên các bạn phải nhấc hết ra ngoài, đặt lên trong cái mặt phẳng, để xuống rồi bấm 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 từng cái switch thì nó mới là ok. Đấy. Chứ thật sự mà đang lắp lên trên thì chịu. Thứ nhất ấy, là không có bất cứ một con ốc stand off nào. Ok, cái đấy thì mình thích, tại mình cũng không dùng ốc stand off. Nhưng mà riêng với cái mạch mà nó flake cắt từng cái switch như thế này thì thật sự luôn là nó quá mệt mỏi luôn. Và cũng như các bạn thấy này, mạch của chúng ta thì là 1,2mm nên chúng ta sẽ phải dùng thêm cái stab sim. Đấy cũng chính là lý do vì sao cái bộ M1 này bây giờ càng ngày càng được nhiều anh em yêu thích. Tại vì mua bên trong là nó sẵn full bộ hết. Các bạn lắp cho 1.6 cũng được, mà các bạn lắp cho 1.2mm thì cũng ok luôn. Đầy đủ phụ kiện hết, không thiếu một cái gì cả. Các bạn thấy đi, như thế nào? Ok chưa? Thậm chí cái chỗ này mới là cái củ chuối nó đóng nguyên một hàng luôn. Mèo hiểu kiểu gì luôn. Từng con phím, mỗi con thì đều có một con diode riêng. Tuyệt vời, hỏng phím con nào hay là không nhận phím con nào cái biết ngay là diode chỗ đấy có biến gì hay không. Nếu không có biến gì mình câu dây sau. Nhưng mà nhìn phát là biết luôn cái nào với cái nào. Rất đẹp, mình thích cái đó. Thế nhưng mà duyên một cái hàng ở đây mình không hiểu để làm gì. Một hàng tụ luôn thêm con IC. Chắc cấp nguồn gì đó. Cháy khâu gì, không có led lủng gì cũng bình thường.
Socket hot swap thì của Ethereum cũng quen thuộc quá rồi. Mấy cái này thì nhìn này, cho biết thôi. Chứ nhìn quả ớn thật sự. Lúc mà mình tháo ra phát nhìn quả mạch này thôi mình lắc đầu luôn. Quá mệt. Nói chung anh em giữ cho cẩn thận nha. Và các bạn thấy không? Thêm một cái nữa này. Foam. Đấy. Con này là anh em méo chơi được cái option no foam nha các người anh em. Không chơi được. Chơi sao được? Tại vì cái foam này nó là cái vị trí để mà đệm cho cái gasket của các người anh em luôn. Hiểu chưa? Bây giờ ấy, nếu như muốn no foam đúng không? Thì mua cái gasket foam ạ, dán cho cái phần mạch này từ A đến A, dán xung quanh cho bằng hết. Tại vì bây giờ khi mà đặt cái này lên các bạn nhìn này. Đặt lên này. Đấy. À nhầm, ngược. Nhầm tí anh em, làm gì căng. Đấy. Các bạn nhìn thấy vấn đề của nó chưa? Nó đấy. Foam chỗ này này. Thấy chưa? Đấy. Đấy nên hơi ngu tí. Đấy, ok chưa? Thế nên anh em sẽ phải. Một ạ, nếu muốn chơi no foam thì phải dán xung quanh hết. Và xin lỗi các người anh em chứ, cắt được cái miếng foam như thế này cũng áp lực ấy. Tại nó mỏng quá. Nếu nó dán vào nữa thì cũng ối rồi, nó đợi luôn. Thì thôi, tốt nhất là chơi mẹ nó full foam cho xong. Con này có foam PE. Nhưng mà đương nhiên là dạo này mình không dùng PE rồi, tháo ra. Nhưng mà ngoài cái foam đấy ra thì đây, chúng ta còn có một cái quạt foam bên trên nữa. Bởi vì sao? Cái foam bên trên này là cái foam để mà các bạn gắn cái top xuống. Thì chúng ta sẽ có cái phần nhôm chỗ này này, nó ép xuống cái này. Cụ chuối lắm. Đấy. Nên là con này muốn chơi no foam không được đâu. Nên là lời khuyên của mình là chơi trên cái con này, anh em lại càng nên chơi mấy con switch to mồm một tí, đanh mồm một tí, kiểu như Rainbow. Đấy, rất to, rất đanh. Thì to kết hợp với đanh của con Rainbow như thế này lại đi cùng với cái sự mềm mại của foam Poron. Ờ, có khi nó lại hay các bạn ạ. Mỗi tội nào, mình đang thử trên đây là một con switch là tiếng cũng bình thường, cà phê sữa đá. Tiếng không có thứ gì đặc biệt cho lắm cả, nhưng mà cơ bản là cũng khá là ổn, nó vẫn mang lại một cái thứ gì đấy đặc trưng. Đấy. Với cả dạo này hết switch mới rồi. Nên là gắn con này gõ chơi thử xem sao, lâu lâu nhìn về những cái switch mang tính chất sưu tầm nhưng lôi ra gõ thì nó cũng vui. Đấy, nên rõ ràng đây là một cái điểm tiếp theo nữa dành cho các bạn. Nhưng gõ có hay hay là không? Thì câu trả lời của mình đấy là nó vẫn có cái sự mềm mại nhất định. Đó, cho dù đây là plate nhôm các bạn nhé, nó vẫn có sự mềm mại nhất định. Và khi gõ cái con này, âm có tịt hay là không thì câu trả lời của mình nó cũng không phải là tịt. Chỉ có tiếng nó được gọn lại hơn, nó mềm mại hơn và nó dễ nghe hơn một chút xíu. Và rõ ràng với cái kiểu âm như thế này này, thì mình thấy nếu như các bạn build con này để mà gõ trong văn phòng ở những cái môi trường làm việc mà yêu cầu cái độ yên tĩnh cao á, thì nó lại thực sự rất là hợp luôn. Đấy. Không hề gây khó chịu cho người khác, và ngay cả cái layout 75% này này thì cũng thực sự rất là ok dành cho những người mới bắt đầu chơi bàn phím cơ, vừa có đầy đủ hàng phím F, chơi game gồm các thứ cũng ok, vẫn có đầy đủ nút điều hướng các thứ ok. Đấy. Thiếu một cái numpad mà mình biết chắc là numpad thì không phải ai cũng cần dùng đến. Thì rõ ràng rồi đấy. Cái layout này cũng dễ bắt đầu. Cái thiết kế này cũng có cái điểm nhấn. Và ngay cả trải nghiệm gõ con này cũng mềm mại. Và nó cũng dễ chịu. Không quá đanh, không quá to. Mà nó kiểu mềm mại, tròn tròn, gọn gọn. Và mình tin chắc là những người mà mới chơi bàn phím cơ ấy, thì cũng sẽ thích cái kiểu tiếng như này. Cũng giống như mình ngày xưa ấy. Mình ngày xưa đôi khi mình cứ phải làm cho cái start nó yên tĩnh nhất có thể. Nó im tịt nhất có thể. Nhưng mà sau này mình mới biết một điều, làm như thế là nó bị sai sai một chút xíu rồi. Nó mất đi cái hay của cái stab rồi. Hay là ngày xưa mình cứ build mấy con phải full foam các thứ mà cho tiếng nó cứ nó mềm mềm lại đi chút xíu, hay cho tiếng nó cứ phải kiểu cái gì anh em hay nói là thocky hay creamy gì đó. Thocky. Ngày xưa mình hay nói cái từ thóc, tại vì mình nhiễm của mấy thằng Tây. Nên bây giờ tôi dẹp mẹ hết mấy cái đấy đi các người anh em. Không có thóc với cả lúa hay gạo cái thứ gì cả. Bây giờ chúng ta chỉ quan tâm đến cái tiếng đấy nó hợp với tai của các bạn hay là không thôi. Chứ anh em cứ hiểu một điều là cái sao test ấy là toàn lừa đấy. Không có cái gì nó giống nhau đâu. Các người anh em có tin không? Cùng con phím này cùng như vậy. Cùng con mic này luôn nhá. Khác mỗi cái bàn, khác mỗi cái không gian thu âm thôi. Cái tiếng nó ra nó cũng đã khác rồi. Đấy. Nên là thôi, cái sao test anh em chỉ nghe để tham khảo thôi chứ anh em đừng bao giờ tin. Cái thậm chí anh em còn hay có cái vụ đấy là build làm sao cho giống tiếng của ông này ông kia, méo có cái mổ sơn đấy đâu. Bây giờ muốn build giống tiếng đúng không? Build xong dùng Adobe Audition mix lại, thế là giống tiếng ngay. Mệt mỏi lắm. Nên là thôi, cái quan trọng khi mà anh em chơi phím cơ đó là gì? Tiếng.
nó chỉ là một phần thôi. Nhưng cái quan trọng đấy là cái cảm giác gõ, cái sự hoàn thiện của con phím nó hợp mắt hay là không, và cái quan trọng là cái sự mix lại của cây cáp để cho nó hợp gu nhất với anh em. Nó không thể thiếu được những cái thứ liên quan đến cái switch như này, tại vì nó cũng là một trong những thành phần rất là quan trọng để tạo nên cái cảm giác gõ của anh em. Thế nên tốt nhất anh em cứ lựa chọn theo nhu cầu của bản thân. Và mình phải nói lại một điều nhé, ở cái bộ môn bàn phím cưa custom này này, không có bất cứ một cái quy chuẩn nào cả, không có bất cứ một thứ gì nó là đúng với tất cả mọi người. Mỗi người sẽ đều có một cái gu riêng, mỗi người sẽ đều có một cái cảm nhận riêng. Và lời khuyên của mình đấy là cái bộ môn này khuyến khích anh em nên thử. Anh em không thử, anh em có thể lên chợ vào cuối tuần chủ nhật, anh em có thể lên đậu phím cưa, anh em ra bán đi, lỗ một vài trăm là cái tiền đấy, gọi là cái tiền để anh em trải nghiệm. Nó rất là một điều bình thường thôi, bộ môn nào cũng thế, bộ môn phím cưa này nó cực kỳ lành mạnh rồi anh em ạ. Nên là thôi, cứ thử nghiệm đi nhá. Và đây là Dolphin 75, những cảm nhận của mình về nó cơ bản là khá tốt, ngoại trừ cái vụ foam thì hơi củ chuối tí. Vậy các bạn nghĩ sao? Comment nhé. Bye bye anh em.